đột quỵ ngày càng tăng và có nguy cơ trẻ hóa. Nó để lại nhiều di chứng nặng nề và điều quan trọng là nhận biết sớm những dấu hiệu của đột quỵ, giúp chúng ta kịp thời phát hiện, từ đó chủ động ngăn chặn hoặc cấp cứu kịp thời. Thì có 5 dấu hiệu đột quỵ mọi người cần nên chú ý. Và số 1 là khuôn mặt bị mất cân đối, yếu liệt mặt một bên, mặt bị chảy xệ và cười méo mó. Yếu tố thứ 2 là đột ngột cử động khó khăn và tay chân yếu hẳn và một bên cơ thể. Hãy bảo người đó giơ tay lên và so sánh, nếu hai tay không thể lưng qua đầu cùng một lúc thì khả năng người đó bị đột quỵ. Yếu tố thứ 3 là đột ngột nhức đầu dữ dội hoặc chóng mặt, thường đau đầu cái vùng mạch máu não bị tắc, người bệnh không thể ngồi hoặc đứng được như người bình thường. Yếu tố thứ 4 là đột ngột mất thị lực, mờ mắt hoặc nhìn không rõ. Và yếu tố thứ 5 là giọng nói bị thay đổi, nói ngọng dính chữ và yêu cầu người đó nói những câu đơn giản thì không thể nhắc lại được. Thì đó là cái dấu hiệu sớm của đột quỵ.